Để việc thành
xuyên suốt muôn đời, cho tâm thức muôn người, cho tâm cùng muôn nơi. Dân tộc Việt Nam làm non sông hành trang, làm lịch sử Việt Nam, làm lừng danh hậu vệ. Dân tộc Việt Nam muôn năm muôn năm. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Kính cáo chư vị thần linh, kính thưa anh linh tiên tổ, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa quý ông quý bà, các chú thím, các cô, anh chị em dâu rể, con cháu nội ngoại xa gần đã về tham dự buổi lễ đón nhận danh hiệu dòng họ văn hóa hôm nay. Tôi xin thay mặt hội đồng gia tộc dòng họ Trần Việt đọc báo cáo thành tích xây dựng dòng họ văn hóa Hưng Phúc ngày 25 tháng 11 năm 2019. Báo cáo thành tích xây dựng dòng họ văn hóa, kính gửi ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Hưng Phúc, ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Hưng Nguyên, thực hiện chỉ thị số 1869 CTTTD ngày 16 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư trong giai đoạn mới. Căn cứ thông tư số 12/2011 TT-BVHT-TDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chuẩn công nhận danh hiệu dòng họ văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa và tương đương. Thực hiện hướng dẫn của ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Hưng Phúc, hội đồng gia tộc họ Trần Việt, xóm Tám Cù nay là xóm Năm, xã Hưng Phúc đăng ký và triển khai xây dựng dòng họ văn hóa năm 2018-2019. Nay chúng tôi xin báo cáo thành tích đã đạt được của dòng họ cụ thể như sau. Họ Đại Tuấn Trần Việt, xóm Tám Cù nay là xóm Năm, xã Hưng Phúc, theo tộc phả và truyền thống để lại cho biết nguồn gốc của dòng họ bắt nguồn từ Hà Tình. Ông tổ làm nghề thầy thuốc, đi bốc thuốc chữa bệnh, sau đó đã lập nghiệp ở vùng đất này. Từ đó đến nay, do lâu đời, do chiến tranh, thiên tai, biến cố, hỏa hoạn xảy ra, nên giấy tờ, sổ sách, gia phả bị hư hỏng và thất lạc. Nay duy nhất chỉ còn lại quyển cổ huy được dịch sang chữ quốc ngữ để con cháu cúng tế trong những ngày lễ Tết rằm tháng bảy, rằm tháng giêng, ngày giỗ cụ thi tổ và hợp kỳ các trời cao vào ngày 6 tháng 9 hàng năm. Qua cổ huy để lại, đến nay dòng họ đã có 12 đời. Từ trước họ đã có khuôn viên nhà thờ lập bằng tranh sang, đến năm Mậu Thìn 1928 toàn họ đã đồng tâm hiệp lực góp công góp của góp sức xây dựng tôn tạo nhà thờ và miếu tổ thúc Trần Giác Quán. Nhà thờ được làm bằng gỗ liêm ba gian, hồi văn hai đầu kẻ truyền trực chạm khắc tinh xảo, mái ngoại lược âm dương, đồ tế kỷ có lóng ngai vài vị, bàn thờ hướng án hành quy câu đối được sơn son thiệp vàng uy nghiêm đẹp đẽ. Trong những năm 1930-1931, nhà thờ được các tổ chức cách mạng chọn làm nơi in ấn truyền đơn kêu gọi nhân dân biểu tình chống lại
áp bức bóc lột chống siêu cao thế nặng của thực dân Bắc Kiến. Đến cuộc chiến tranh phá hoại của Giặc Mỹ, nhà thờ được chính quyền mượn làm nơi để kho vũ khí đạn dược phục vụ cho công cuộc chiến đấu của bộ đội ta, và sau này được Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất. Hiện nay nhà thờ dòng họ Trần Việt được tọa lạc trên khuôn viên hơn 700 mét vuông của tổ tiên để lại, với dòng họ có 5 chi, 122 hộ, có 512 nhân khẩu sinh sống, chủ yếu ở xóm 8, xóm 9. Nay là xóm 5 mới và khu vực Cầu Gậy ở xã Hưng Phúc, xã Hưng Thắng, Hưng Đào, thị trấn Thái Lào. Một số gia đình sống tại thành phố Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Sơn La, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một vài tỉnh thành khác trong cả nước cũng như một số nước trên thế giới. Đến năm 2017, do hỏa hoạn nhà thờ bị cháy, được sự đồng tình, hiệp lực và tâm huyết của con cháu trong dòng họ vừa ủng hộ vừa đóng góp, và có sự ủng hộ của bà con xóm làng, góp công góp của xây dựng lại nhà thờ Trung Điền và xây mới nhà thờ Thượng Điền. Nhà thờ được làm bằng gỗ lim, gỗ dồi, ba phía có hiên, được chạm trổ hoa văn tương đối đẹp đẽ, tinh xảo và chắc chắn. Các đồ tế thí như long ngai, hoành phi, câu đối được dựng tạo phục dựng bằng sơn son thiệp vàng trang nghiêm. Nơi đây được con cháu tụ họp để tế tổ, được làm thơ tiết tổ của dòng họ con cháu chắc Trần Việt nội ngoại của dòng họ tại xóm năm xã Cúc xóm họp về đây để vinh dự đón nhận dòng họ văn hóa, được Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An trao tặng và làm lễ ra mắt xây dựng dòng họ tiêu biểu về an ninh trật tự. Tôi xin thay mặt cho Hội đồng Giám đốc và toàn thể con cháu các dòng họ xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý và con cháu nội ngoại đã dành thời gian về dự buổi lễ trang trọng này. Trần Việt Nam giang dở núi sông, 40 năm lịch sử giữ nước. Nét non son họ Trần Việt Nam, sáng sửa xanh họ Trần Việt Nam. Dân tộc Việt Nam mang hào khí Đông Á, mang hùng khí Đại Việt, hoàn minh chỉ tình lòng để xây tình huynh đệ, để hoành thước mở tiếng, để viết thành đại sứ cho xuyên suốt muôn đời, cho tâm thức muôn người, cho tâm thức muôn nơi. Cho miền tộc Việt Nam làm non sông hoành tráng, làm lịch sử Việt Nam, làm lừng danh hậu duệ. Dân tộc Việt Nam muôn năm muôn năm. Vươn tay thương lan, dân tộc Việt Nam làm non sông hoành tráng, thời thời phản đầu thì đồng bào Việt Nam, đồng bào Việt Nam cùng đứng lên và sau đây là sống được phép đầu mời tất cả mọi người cùng mừng Việt Nam đưa đồng bào tất cả mọi người cùng nhau cùng chia sẻ về cái đồng bào Việt Nam của hôm nay và các chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau.